Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tú Lê miền Tây. Trong video ngày hôm nay mình chia sẻ đến các bạn một cái món bánh rất là ngon và dễ làm. Đó chính là món bánh chuối hấp. Bánh chuối hấp này là mình vừa làm xong nè. Các bạn xem một cái màu vàng rất là tự nhiên luôn. Và cách làm cũng rất là đơn giản, chỉ cần mình bỏ ra một chút xíu thời gian thôi là mình đã có món bánh ngon như thế này rồi. Sau đây là tất cả nguyên liệu mình đã chuẩn bị. Ở đây mình sử dụng là 6 trái chuối sim. Phần chuối này là mình cân được 500 gram đó các bạn. Thì mình chọn là chuối chín nha. Như vậy thì nó mới ngon và không bị chát. Bên đây thì mình có sử dụng thêm là 230 gram bột năng, 50 gram đường vàng. Các bạn cũng có thể sử dụng đường trắng cũng được nha. Đường vàng thì nó sẽ cho ra một cái màu vàng vàng rất là đẹp luôn. Còn nếu các bạn không có thì mình có thể thay thế là bột nghệ cũng được. Rồi cái phần bên đây á thì mình sẽ làm nước cốt dừa nha. Mình có 50g đậu phộng, 300ml nước cốt dừa đậm đặc, 80g đường, 2 muỗng cà phê bột bắp, một chút xíu muối. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi sơ chế nha. Ở đây mình có chuẩn bị sẵn một cái thau nước như thế này, sau đó mình cho thêm vào đây là một muỗng cà phê muối. Rồi mình quậy ra để mà mình ngâm chuối nó được trắng và không bị thâm đen đó các bạn. Những trái chuối này thì mình sẽ gọt lột cái vỏ ra hết luôn. Những cái đường chỉ đó các bạn thì mình cũng gỡ ra luôn nha. Thì chuối này thường nó có hai loại, một loại là sim trắng, một loại là sim đen. Thì sim đen cái trái nó sẽ nhỏ hơn là sim trắng nha. Và đặc biệt sim đen này nó sẽ ngon và nó ngọt thanh hơn đó các bạn. Còn sim trắng thì nó sẽ có một cái vị hơi chua nhẹ. Nhưng mà không sao hết, nếu các bạn thích thì mình có thể mua cũng được nha. Sau khi mà mình gọt vỏ xong rồi nè, thì mình sẽ vớt ra liền luôn. Mình cho vào một cái tô như thế này nha. Bây giờ thì mình sẽ cắt ra. Mình cắt ra một cái miếng nó mỏng 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 á các bạn, hình tròn á, đó mình cắt như thế này nè. Thì mình quen tay cho nên là mình cắt như thế này nha. Còn các bạn nào không quen thì mình lấy cái thớt mình cắt, nếu không là sẽ bị đứt tay đó. Khi mà mình sơ chế xong rồi nè các bạn, bây giờ thì mình sẽ cho bột vào ha. Ở đây mình sử dụng là 140ml nước nấu sôi nha. Các bạn nhớ là nấu sôi luôn nha. Ở đây thì mình sẽ cho cái phần bột năng vô hết luôn. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần đường vàng này vô. Mình trộn đều lên cho cái phần bột nó thấm vô chuối đó các bạn, thì nó sẽ không có bị tách lớp khi mà mình làm nha. Nếu mà các bạn nào không có đường vàng đó thì mình cho thêm vào đây là một muỗng cà phê bột nghệ nha, thì nó sẽ lên cái màu rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho cái phần nước này vô từ từ nha các bạn. Mình cho mỗi lần một ít đó, cái mình trộn lên đi, cái mình cho hết từ từ vô. Các bạn đừng có thấy mà nó quá khô nha, khi mà mình trộn xong rồi đó các bạn. Nó rất là vừa luôn, nó không có bị khô và cũng không có bị quá lỏng, rất là ngon luôn. Khi mình hấp lên rồi cái độ dẻo rất là vừa phải. Các bạn trộn nhẹ nhàng ha. Nếu mà làm mạnh tay quá thì chuối mình nó sẽ bị bể nát hết trơn á. Khi mà mình trộn xong rồi nè các bạn thấy nó mịn màng không? Rồi bây giờ thì mình sẽ đổ vào khuôn nha. Ở đây mình sử dụng là hai cái khuôn như thế này nè. Cái này nó bằng mũ nhưng mà mình hấp được ở trong cái lò nhiệt độ cao đó các bạn. Mình cho vào đây là mỗi bên là khoảng một muỗng cà phê dầu ăn thôi. Để mà mình chán cái lớp đó các bạn, nó sẽ không bị dính nha. Khi nào mà các bạn hấp á, mình nên chọn cái đồ mũ nào mà sử dụng được trong lò vi sóng hoặc là sử dụng được cái nhiệt độ cao á. Không thôi là các bạn đưa vô là nó quéo hết luôn á nha. Bây giờ thì mình sẽ tráng đều cái lớp này hết trơn nè. Cả bên trên luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ chia ra làm hai ha. Đó, mình được hai cái khuôn như thế này nè.
Thì chuối này á, các bạn mình hấp mình cũng đừng có nên làm dày quá, nó sẽ không được ngon nha. Rồi mình chán ra đều 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 như thế là được rồi đó các bạn. Nhìn như vậy thôi nhưng mà hấp lên sẽ rất là ngon. Rồi mình sẽ cho hai cái này vào một cái nồi hấp cách thủy nha các bạn. Mình sẽ hấp trong vòng là 25 phút nha. Trong thời gian mà mình đợi hấp á, thì bây giờ mình sẽ đi nấu cái phần nước cốt dừa. Mình cho hết cái phần nước cốt dừa vào một cái nồi ha. Rồi mình sẽ mở bếp lên để mà mình nấu. Cái này đó các bạn thì mình thấy nó hơi hơi sôi sôi lên đó, thì các bạn cho cái phần đường vô, các bạn khuấy đều ra. Đường này thì các bạn có thể gia giảm theo cái khẩu vị ở nhà mình ăn nha. Tiếp theo các bạn cho vào đây khoảng 1 phần 3 muỗng cà phê muối. Cái phần bột bắp này nè các bạn thì mình sử dụng là 50 ml nước lọc. Các bạn đổ vào, các bạn khuấy ra ha, thì nó sẽ tan ra hết à. Và mình đổ vào từ từ. Đó, đến khi nào mà các bạn thấy cái độ sánh nó vừa phải là được rồi đó. Hoặc nếu các bạn nào không thích thì mình cũng không cần để cũng được nha. Rồi, bây giờ nó đã sôi lại hơi hơi rồi nè các bạn. Mình tắt bếp được rồi nha. Không cần nấu lâu quá. Như vậy là được rồi. Trời ơi, rất là thơm luôn á. Cái phần đậu phộng này nè các bạn thì mình sẽ đập cho nó hơi dập dập ra đó. Hơi hơi bể ra thôi. Như vậy thì nó mới ngon, mà nhuyễn quá thì nó cũng không ngon đó các bạn. Mà mình để to như vậy thì ăn cũng không ngon. Cho nên mình đập hơi dập dập như thế này rồi được được rồi đó. Ăn chuối hấp là phải có đậu phộng thì nó mới thơm á các bạn. Rồi, đây là phần chuối sau khi mình hấp được 25 phút rồi nè. Wow, một cái màu rất là đẹp luôn các bạn ơi. Trên cái lớp mặt bóng hới luôn, rất là đẹp luôn ha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Quá trời đẹp luôn, bây giờ mình phải để thật là nguội thì mình mới lấy ra được nha các bạn. Bây giờ nó còn nóng thì nó sẽ còn rất là dính và mềm á. Rồi ôi rất là đẹp luôn, nhìn tít mắt luôn. Rồi sau khi mình để nguội rồi nè các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lấy ra cho các bạn coi nha. Tại vì cái khuôn của mình á, nó cũng rất là dễ lấy nè. Nó rất là dễ lấy luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra nha các bạn và mình thưởng thức thôi. Trời ơi vô cùng đẹp, các bạn xem một cái độ dẻo vừa phải luôn á. Ở đây mình cắt bằng cái dao á, mình cho lên một ít dầu ăn nha các bạn. À, mấy hôm nay cái nhà à, ở nhà mình không có còn à, màng bọc thực phẩm cho nên là mình không có bọc vào được. Các bạn có thì các bạn bọc vào mình cắt cũng được nha. Mình thoa dầu như thế này thì nó sẽ không bị dính á. Trời ơi rất là dẻo luôn á các bạn. Chuối thì nó nằm rất là đều luôn. Thơm phức à các bạn ơi. Sau khi mà mình cắt xong rồi nè, à, mình cho ra dĩa ha. Rồi các bạn rưới lên là một ít nước cốt dừa nè. Rồi sau đó mình sẽ rải lên thêm một ít đậu phộng lên. Rồi như vậy là đã xong cái món bánh chuối hấp của mình rồi đó các bạn. Màu sắc vô cùng đẹp luôn. Bánh của mình không hề bị cứng nha các bạn, rất là mềm và dẻo luôn. Bây giờ thì mình sẽ đó, các bạn thấy không? Rất là mềm và dẻo luôn, không hề bị cứng và cũng không hề mà bị nhão quá nữa đó các bạn. Các bạn thử làm theo công thức của mình thử xem, đảm bảo là rất là ngon á. Wow, rất là ngon các bạn. Vừa mềm vừa phải, không bị quá cứng mà cũng không bị nhão. Chuối ăn rất là vừa ăn, nước cốt dừa vô cùng béo luôn và kèm thêm đậu phộng nữa.
Cách làm thì cực kỳ đơn giản rồi. Nếu các bạn cảm thấy thích video này thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bây giờ thì mình chào tạm biệt mọi người nha. Mình sẽ thưởng thức cái dĩa bánh chuối hấp này thôi, rất là hấp dẫn và ngon luôn á.